Tin không vui là đội bạn mất 150 triệu. Nhưng mà tin vui chúng ta vẫn còn một tia hy vọng ở đây. Đội trưởng, em thấy cái tia này nó cũng hơi tối. Dùn quá anh ạ. Cố lên em ơi, cố lên. Xin mời Jan Bi. Hãy đừng là thua cuối anh ạ. Xin mời quả cầu bí ẩn thứ 7. Quả cầu số 7, ngày xưa hồi em còn nhỏ ấy, em rất là thích số 7 vì số 7 là một màu áo của David Beckham ở trong MU. Và cũng như là số 7 là một con số em thích từ nhỏ tại vì nó là một con số may mắn. Hy vọng là câu này dễ. Ba chìm bảy nổi, thích bảy may nổi. Mắn vượt qua. Anh về anh hay những cái câu mà nó có điểm báo trước. Bảy nổi mà. Bảy nổi là bảy tiếp á. Okay. Bay cao đó. Mời bạn. Năm đáp án như sau. 2 3 4 4 5 5 6 Đáp án rất là ý nghĩa rất là. Ok, này nghe nó số học quá vậy. Và đây là câu hỏi hình ảnh. Jan Bi sẽ có thời gian là 30 giây để theo dõi một bức ảnh. Hãy nhớ ghi nhớ tất cả những hình ảnh bạn thấy được. Xin mời hình ảnh 30 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. 8, 10, 12, 13. 4, 2, 4, 6. Cái này đếm không cực à. Đeo cái kính này nhìn khó quá anh ạ. Có chuột, mở kính ra đi, mở kính ra cho mình đếm chuột đó. Một cá, một gà, một có cá, một chữ, gà, một chim. Có màu, có mèo, có chuột, có ngựa, có kiệu. Câu hỏi như sau, xin mời. Trong bức tranh đồng hồ đám cưới chuột có bao nhiêu loài vật? Một phút bắt đầu. Nãy giờ bạn đã quan sát. Em nghĩ là đám cưới chuột thì trong một cái bài hát khá nổi tiếng thì thấy có mỗi chuột với mèo thôi. Em nghĩ là 6 thì không có. Chính xác, Jan Bi. Khi bạn suy nghĩ hãy liệt kê là những con vật bạn đã thấy. Thời gian bắt đầu. Hãy liệt kê là những con vật bạn đã thấy để chắc ăn. Em thấy con mèo, con chuột. Đúng rồi. Với cả có thể như là bây giờ nếu như mà nhìn vào cái bức tranh đám cưới chuột này thì sẽ nghĩ là sẽ chỉ có mèo với chuột thôi, nhưng mà em nghĩ là không phải có 5 con. Hay quá. Cắt ở ngay cái chỗ bén nhất. Ủa sao cắt nó không đứt vậy? Cắt 5 luôn hả? Cắt 5 luôn rồi thôi rồi. Cắt 5 rồi, cắt 5 rồi. Cắt 5 rồi. Ui gì? Trời ơi, Bi ơi. Bi ơi, em liều quá Bi ơi. Em liều thiệt. Số lớn nhất đúng không? Ừ. Xong bây giờ anh phải cắt cái số nhỏ nhất. Thì anh đếm dần về giữa cho em chứ. Đúng. Nếu mà Jan Bi cắt cái mèo, đây, chuột, bây giờ mình đếm cá. Lại nè. Mèo, cá. Mèo, chuột, cá. Trong bức tranh có 5 loài. Mèo là bự nhất rồi. Mèo bự nhất. Chuột. Cá. Con cá kìa, cầm con cá kìa. Ờ đúng rồi. Con ngựa. Và ngay con chuột ở phía trên, ở gần con mèo nhất, có cầm thêm một con chim. Cái con đó mới là câu quan trọng nhất. Nãy giờ Huy đếm vẫn nhầm con đó. Huy cũng đếm là 4 con. Nhưng mà... thôi, thì đó. Thì đó. Em đi phải cắt 2. Mình có thể lấy cái có quả cầu cuối cùng lên mình cắt thử không Huy? Huy, có thể mình chơi giả cũng được. Mình lấy cái quả cầu cuối cùng mình lên cắt thử. Và anh nghĩ là tất cả mọi người ở đây cũng rất là tò mò cái quả. Cái bé cuối cùng à, bây giờ mọi người muốn cắt thử bé bự. Yeah. Đúng rồi. À. Bé bự thách đố cả đội các bạn cùng chơi bé bự luôn. Chơi. Dẫn hoài, đeo kính vào. Bây giờ mình tạo cái gì đó nó khác biệt đi ha. Bây giờ anh em sẽ đứng xung quanh. Đây, rồi, Huy sẽ đứng 4 người đó. Như sau. 1 2 3 và 4, xin mời. Xin mời. Ngay bây giờ hãy cùng nhau gặp gỡ với bé bự.
Giờ đây bé Bự chúng tôi chấp nhận lời thách thức này. Dĩ nhiên họ sẽ không được phần thưởng, nhưng nếu họ thất bại, họ vẫn sẽ bị một lời nguyền cùng với nhau. Rồi, xin mời mọi người hãy đeo kính vào ạ. Đây là 8 đáp án của bé Bự, xin mời. Thái Lan. Thái Lan. Indonesia. Hồng Kông. Ấn Độ. Nhật Bản. Châu Á. Nam Phi. Nam Phi luôn. Rồi. Canada. Singapore. Thời gian là 2 phút. À. Câu hỏi bé Bự như sau. Quốc gia và vùng lãnh thổ có vô lăng ô tô được thiết kế bên trái, 2 phút bắt đầu. Vô lăng em nghĩ là Singapore. Singapore là theo anh. Singapore tại vì em mới bên, đi Singapore bên về bên trái sau. Là mình, Singapore là theo anh. Vô lăng ở bên trái. Đúng rồi. Nhật là Singapore bên ngược với mình. Cắt đi, anh cứ cắt Nam Phi đi. Cắt thằng Ấn Độ, Ấn Độ là giống mình trước nè. Bên Nhật, trái, bên trái bên là Nhật, giống mình đúng không? Nhật là bên phải. Nhật là bên phải. Anh Vệ đeo kính vào, anh Vệ ơi. À. Đeo kính vào. Em nghĩ là Singapore. Chuẩn bị rồi đó. Bên trái. Anh cắt Ấn Độ đi, anh cắt Ấn Độ. Ấn Độ nha. Ấn Độ. Bên trái đúng không? Yeah. Em nghĩ là Nhật Bản trước nên cắt Nhật Bản trước. Nhật Bản rồi, là bên phải. Rồi, nắm tay vào thật chặt nào. Ấn Độ là giống mình á, là bên trái á. Đúng rồi. Tiếp tục, 1:30 giây, bắt đầu, suy luận. Bên Nhật Bản là bên phải, Nhật Bản là ngược lại với mình. Cái này có hai đáp án đâu. Thái Lan trước nha. Rồi. Thái Lan đi. Ủa? Thái Lan. Một phút 20 giây bắt đầu. Indonesia nha, chơi Indonesia. Nha. Khoan, cứ cắt cái... trước nha, nói chuyện sau nha. Rồi cắt rồi. Mình còn 17 giây. Anh nghĩ nó là cái Hồng Kông và cái Singapore, tại vì nó theo anh tay lái ngược. Canada có tay lái ngược không? Không, Canada lái giống mình. Cắt Canada trước nha. Tiếp tục. Canada giống mình. Yeah. Canada. Canada nha. Canada cắt màu gì vậy? Màu gì vậy? Màu này. Màu trắng. Trắng ok. Canada rồi. Cắt đâu, Canada đâu. Sao Canada lại màu? Cắt tiếp luôn. Xong rồi. Ủa, sao? Dừng. Canada. Canada là chắc chắn là không phải tay lái bên phải. Anh cắt phải màu Nhật Bản rồi đấy. Hả? Ủa? Cắt Nhật Bản rồi đấy. Anh cắt màu trắng Nhật Bản rồi đấy. Nhật Bản cũng không phải, cũng nên cắt mà. Tiếp tục. Thời gian. Em đã bảo là Nhật Bản là bên phải. Canada màu gì? Canada đây đúng không? Còn một phút lận. Suy nghĩ thật kỹ. Anh cắt Canada đi anh. Hồng Kông ngược lại bên Canada bên phải màu tím không? Canada màu gì? Không thấy màu. Cắt đi anh. Ô cái này Hồng Kông. Cái đỏ đậm hay đúng không? Canada màu nâu ạ. Canada màu gì vậy? Màu nâu. Màu nâu. Dây thứ hai từ trái anh sang. Cắt màu nâu. Cắt Canada đi. Ok. Cắt Canada cắt. Anh nghĩ là Singapore và Hồng Kông. Em có một kỹ thuật 100% là Singapore. Nam Phi nha. Anh nghĩ nó là cái Hồng Kông và cái Singapore, tại vì nó theo anh tay lái ngược. Canada có tay lái ngược không? Không, tay lái ngược giống mình. Anh nghĩ là đúng rồi đó. Nín thở, hãy nín thở và đừng nói gì. Ủa sao vậy? Nếu có đi, hãy đi cùng nhau. Ủa sao kỳ vậy ta? À. Mỹ với Canada giống nhau mà. Mỹ với Canada giống nhau đúng không? À. Là bên tay lái bên trái chứ. Giống đúng mình mà. À. Giống y chang như mình mà. Tôi chết rồi. Em nhầm rồi. Thấy chưa? Em biết ngay anh. Cái vô lăng chứ không phải là lưu thông. Thì có nghe mà hồi nãy có ai phân tích là Canada di chuyển giống mình mà sao lại cắt vào dây Canada. Ai vừa nói câu đó, bạn trai có nghe thấy. Sao lại cắt Canada cho mọi người. Mọi người bị sao vậy? Vô lăng là bên trái là giống mình, có nghĩa những cái nước nào có vô lăng thiết kế giống mình. À, đúng không? Nhầm với vô lăng với cả lưu thông. Mọi người bị nhầm câu hỏi. À, vô lăng. Những nước có vô lăng bên trái sẽ lưu thông bên phải, trong những nước và vùng lãnh thổ trên chỉ có Canada lưu thông bên phải, còn lại lưu thông bên trái. Ở Đông Nam Á bao gồm Singapore, Indo, Malay, Đông Timor và Thái Lan. Thái Lan. Oh. Nói chung là chúng ta cùng nhau nắm tay nhau. Đến đây là chỉ vui chơi thôi. Tiền bạc là chuyện nhỏ, không có gì hết. Không có tiền cũng chơi được vui mà, đúng không? Vui không? Mọi người thấy câu hỏi bé Bự như thế nào? Nếu mà một người giải quyết bé Bự. Bự đấy. Nói chung là câu này cũng rất là khó ha. Nhưng mà ít nhất là bọn em còn có thể trả lời được.
và em còn có ít kiến thức để trả lời được. Ví dụ như mà một câu mà không biết một cái gì thì đúng là không biết một cái gì thì mà hãy tưởng tượng một thành người duy nhất và đối diện với bé bự thì sẽ còn rối như thế nào nữa. Rối. Cho nên là tâm phụt khẩu phụt rồi. Như vậy một lần nữa cảm ơn bốn người chơi ngày hôm nay và các bạn lại tiếp tục làm dài thêm cái blacklist của chúng tôi. Ghi danh vào tên những người chơi thất bại với cô nhà và bé bự. Không sao cả, hy vọng các bạn sẽ củng cố thêm kiến thức về tay lái, về lưu thông đường bộ.